Xin chào các bạn. Hôm nay đại lý Rover Tuấn Đức chúng tôi sẽ quay lại để giới thiệu chúng ta cái bộ sen âm tường có hai đường nước và kết hợp với cái thanh trượt sen tắm. Thì cái bộ sen này thiết kế này thì nó theo hơi hướng cổ điển và mang tính chất hiện đại, là vừa có cái đường mạ vàng xung quanh, mạ màu vàng chứ không phải vàng bổ số 9 các bạn. Thì cái bộ phận này thì nó được kết hợp các bộ phận khác nhau. Đầu tiên là bộ âm trục nhiệt là có mã hiệu là 350000. Bộ trục âm trục nhiệt nó nằm trong cái bộ phận này các bạn. Ngoài ra còn có tay sen và thanh treo là cái này bộ phận này là 32638 IGO. Đầu ra nước là cái bộ phận này là 27970 IGO. Thanh treo sen trần, bát sen trần là 27986 IGO. Đây cái bộ phận này bạn. Tiếp theo là nút, cái này là cái bộ phận khác rồi, bộ phận thiết kế khác. Thì cái mẫu này á, thì nó được thiết kế là từ cái mặt nạ nè, từ cái bộ âm nè, hay là cái này là đầu ra nước, tay sen cũng như cái bát sen trần. Đối với cái bộ này thì hơi đặc biệt vì nó là cái dòng riêng biệt cho cái dòng Rohe Rendera. Thì cái dòng này thì nó có nghĩa thiết kế hơi riêng biệt, nên cái việc mà chúng ta đổi những cái mẫu mạ này thì tôi thấy hơi khó, nên khả năng là quý khách nếu mà chọn cái mẫu này thì được đi đồng bộ thì nó sẽ đẹp hơn ha. Đối với những cái dòng khác thì chúng ta có thể đổi mẫu mã khác cũng được. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng clip, hoặc click vào trang tdm.vn để xem từng sản phẩm của cái sản phẩm này, hoặc vào phần mô tả chi tiết của cái clip này chúng tôi sẽ liệt kê ra từng bộ phận để chúng ta xem. Cảm ơn, xin hẹn lại.